tôi sợ nhưng mà tôi hỏi lại một lần nữa, bây giờ để tôi liên hệ với anh Bình được chưa? Trước khi anh hỏi anh Bình cho tôi hỏi anh viên chức công an hồi nãy mập anh đó tên gì, tôi nghĩ anh phải biết, anh phải đọc tên cho tôi. Anh viên chức nào? Anh viết trên cấp an tức thì ở trong phòng. Mới hồi nãy tôi có quay phim anh cũng thấy rồi đó, anh đừng có chối. Chắc chắn là cái phim này sẽ nói rõ lên tất cả rõ. Anh đó tên gì? Tôi muốn hỏi anh đó tên gì? Từ nãy giờ đâu có việc gì xảy ra đâu mà anh quay phim. Anh dám chắc chắn là không gì xảy ra không? Tôi lập tức đi về, tôi không hề lấy chứng minh nhân dân nào. Anh có dám nói chắc chắn hồi nãy trong phòng nó không có chuyện gì xảy ra không? Tôi có chỉ rõ anh ta là người đánh tôi, và anh cũng đã thấy anh ta, nhưng mà anh bây giờ tôi muốn hỏi anh ta tên gì? Anh đánh anh nào? Tôi hỏi anh ta tên gì? Tôi hỏi anh đánh anh một lần nữa. Tôi hỏi anh ta tên gì? Anh không trả lời tôi lập tức đi về. Và anh là lần đầu tiên làm việc của tôi, và tôi đảm bảo anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái việc mà anh không tôn trọng sự thật, giấu giếm sự thật. Anh biết rõ anh công an đó, anh công an đó làm việc chung với anh, tại sao anh không biết tên? Tôi muốn biết anh trả lời cho tôi anh ta tên gì. Tôi đâu nói tôi không biết tên đâu. Nè, cơ quan thì bây giờ rất là nhiều người. Bây giờ rất là nhiều công người. An là quan minh chính đại, không có gì phải giấu giếm. Thậm chí tôi, công dân Lầu Nhật Phong, ngày 5 tháng 5 đã bị đánh tại đồn công an phường 5 quận 1. Hôm nay ngày 7 tháng 5 tôi tới lấy lại chứng minh nhân dân, nhưng công an chưa có giải quyết được. Và vô tình tôi phát hiện ra người đánh tôi mang sắc phục công an. Và bây giờ tôi hỏi người đó tên gì, và anh công an Võ Phi Hùng không chịu trả lời cho tôi người đó tên gì. Tôi nói tôi không có. Bây giờ nếu vậy anh cho tôi biết cái tên thôi. Anh cho tôi biết cái tên. À, vậy tôi mời anh vô phòng trong, anh chỉ người. Tôi không đồng ý vô phòng trong. Hôm bữa tôi đã bị lừa một lần, tôi bị đánh. Anh nói sưng lên không? Anh nói tự nhiên tôi đâu có làm gì sai đâu. Tại sao mấy anh muốn tôi? Tôi làm gì? Anh lên đây anh nạt nộ ai? Tôi không nạt nộ ai đó. Tôi đang làm việc với anh một cách hết sức. Tôi không nạt nộ ai. Nhưng mà tôi sợ và tôi rất là bức xúc cái việc mà bị vũ vào, bị công an mang sắc phục xanh vũ vào phòng và cho bốn người lạ mặt vào hủng tôi. Chuyện không. Đó là chuyện không có. Chuyện tôi không, không tôi không cần ăn chấp nhận cái tội dân. Tôi không cần ăn vẫn khẳng định. Nội xe, đi nội xe, nội xe. Nội trời dậu. Tôi không cần anh phủ nhận hay là chấp nhận hay là đồng ý khẳng định với tôi sẽ kiện chắc chắn một thứ này, chắc chắn dần dần đó. Bây giờ tôi muốn hỏi anh một lần nữa, anh trả lời tôi, anh nói tên gì? Anh nói tên gì? Bây giờ anh vô anh ngồi tôi không hỏi... Tôi không đồng ý. Anh nói tên gì? Anh là trực ban vụ ngày hôm nay sáng nay đúng không anh? Anh là Võ Phi Hùng 290300. Anh chưa tắt máy làm gì? Không, tôi khẳng định tôi hoàn toàn có quyền quay phim khi làm việc với công an. Anh không có bất kỳ cái luật nào giới hạn công dân thực hiện điều đó. Hôm qua tối tôi đã tới đây và tôi gặp hai đồng chí trực ban buổi tối. Tên chính xác không nhớ thì tôi không đem mất kiến. Tôi bị cẩn. Tôi có thể kể rõ sự việc là tối hôm trước tức là hôm kia, tôi được công an phường Bến Nghé di lý về công an phường 5 quận 1, tại vì tôi là công dân thuộc phường 5 quận 1, di lý về đây để làm việc. Thì đó là có hai viên công an là anh Sơn và anh Bình là người trực. Thì đó là họ lấy chứng minh nhân dân của tôi và sau đó là dắt tôi vào trong phòng kính bên kia và cho bốn người lạ mặt. Tôi nhận định người đó là an ninh, bốn người lạ mặt đó là an ninh đánh hội đồng tôi trong đây. Sau khi đánh hội đồng, nghe tôi kể xong rồi đã, sau khi đánh hội đồng tôi đưa tôi về và không giải chứng minh nhân dân cho tôi. Bây giờ tôi tới đây để lấy lại chứng minh nhân dân. Còn cái việc mà tôi bị đánh hành hung trong đồn công an và được cái sự cho phép của công an, cho phép của công an, đặc biệt là hai đồng chí Bình và Sơn, tôi sẽ khiếu nại chắc chắn. Mà cái gì đó nếu có sai phạm chắc chắn nhưng và mà chắc chắn là dù gì tôi không có. Tôi không cần biết, tôi không cần anh phủ nhận, tôi không cần anh phủ nhận, tôi chỉ thuật lại cho anh biết đã nắm màn hình. Và bây giờ tôi tới đây để làm việc là lấy lại chứng minh nhân dân của một người công dân. Anh này là người đánh tôi, anh này là người đánh tôi. Tôi nhớ anh này là người đánh tôi. Anh làm gì vậy? Anh này là người đánh tôi. Tôi đề nghị anh trong được trụ sở của anh. Anh này là người đánh tôi. Ai đánh anh? Ai đánh anh? Ngô Quang Thế, ai đánh ta, ai bảo ai? Tôi đề nghị anh tắt máy điện thoại. Không, tôi có quyền. Ở đây là trụ sở tôi. Tôi có quyền, tôi có quyền. Công an. Không, lấy máy quay phim ra, lấy máy quay phim ra. Tôi nhớ anh, tôi đã nhớ anh gọi gì? Tôi là Lầu Nhật Phong, tôi không gây rối. Tôi đã nhìn người, tôi nhận diện là người đánh tôi. Tôi nhận diện là người đánh tôi. Nhưng mà có người quấn người, tôi nhận diện được người đánh tôi, tôi không đồng ý vô chồng. Tôi không đồng ý vô chồng. Công an đánh ơi. Công an ơi. Công an ơi, mày nhọc phải tiếp. Gọi lật lời. Em cái gì rồi? Tôi nhìn những được cái anh mập đó đánh tôi.
dắt tôi vào trong của chúng tôi. Tôi không đồng ý đâu, tôi không đồng ý làm việc với anh đâu, tôi sợ bị đánh lên một lần nữa. Mấy anh là công an, mấy ông quýnh dân như là giết người vậy đó, tôi không đồng ý. Bây giờ tôi tới đây là muốn lấy chứng minh nhân dân đó, anh kiếm anh Bình cho tôi. Anh Bình là người giữ chứng minh nhân dân của tôi. Tôi không vô thêm một lần nào đó. Hôm bữa, hôm kia, tối hôm kia tôi đã bị anh nói vụ. Tôi đã bị cái anh công an Bình và Sơn vũ vào trong vòng và anh nó quýnh tôi rất là nhiều. Lên Facebook nhắn vô Facebook của anh á. Đi ra xa. Nói tên đừng hoa. Công an mà giết người, đánh người như là uống súc vật vậy á. Không tin được. Tôi muốn làm việc ở đây. Anh bây giờ anh chính thức là anh người là người đang trực đúng không? Tôi muốn hỏi rõ. Tôi không vào trong nữa. Hôm bữa tôi bị vụ một lần rồi. Tôi không vào trong. Bây giờ tôi muốn làm việc. Tôi muốn làm việc ở trong đây. Không, tôi không đồng ý. Tôi làm việc ở ngoài ở đây, ngay cái phòng tiếp dân. Anh đồng ý không? Không, tôi muốn làm việc ngoài đây trước đã. Rõ ràng câu chuyện đó là tôi muốn làm việc ngoài đây là nè, nếu như anh chị không chấp hành tôi mời anh chị ra ngoài. Tôi vào phòng tiếp dân. Tôi vào phòng tiếp dân để làm gì? Anh đừng có dắt tôi vào phòng kính, tôi rất là sợ. Nè, rồi nè, tôi nói với anh chị là tội phạm mà tôi phải vô cái phòng đó để mấy anh đánh đập. Thì khi sắp. Rồi. Nè, giờ tôi nói anh. Bây giờ anh ngồi xuống đây, tôi cùng anh làm việc đàng hoàng. Giờ tôi nói với anh nè. Giờ tôi yêu cầu anh. Anh không có quyền yêu cầu tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa. Anh không có quyền yêu cầu tôi. Tôi không đồng ý, tôi không đồng ý camera của anh. Anh nếu mà anh muốn yêu cầu tôi làm một việc đó, tôi sẽ tuân thủ pháp luật. Anh cứ dựng cái luật đó ra, tôi đồng ý làm ngay lập tức. Nhưng mà anh không có quyền nó. Anh đừng có nghĩ là anh mang sắc phục công an, anh có thể yêu cầu tôi làm bất cứ gì. Kể cả cái việc mà tối hôm kia tôi đã bị hai anh công an mang sắc phục vũ tôi vào trong phòng, tôi đồng ý, tôi tin tưởng. Tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa, tôi nhớ rõ anh Lý Hoài Sơn và anh Thân Trọng Bình, tôi nhớ rõ. Và đồng thời hồi nãy tôi gặp cái anh mập đó mang áo sát phục, anh đó là người quýnh tôi đầu tiên. Sau đó tiếp tục là ba người vào quýnh hội đồng tôi. Bây giờ tôi tới đây giải quyết cái vấn đề kia đó là vụ chứng minh nhân dân. Sau khi anh Lý Hoài Sơn và anh Thân Trọng Bình giữ chứng minh nhân dân tôi và không thèm chạy cho tôi, giờ tôi tới đây để lấy chứng minh nhân dân. Hôm qua tôi tới rồi và anh viên chức công an gì đó không nhớ rõ, anh nói hôm nay sáng nay là cả trực quanh mình và kêu tôi tới đây để lấy. Bây giờ tôi tới đây rồi lấy con người vậy. Bây giờ anh đến anh gặp anh Bình đúng không? Để chính xác lấy chứng minh nhân dân. Chính xác lấy chứng minh nhân dân. Cái việc mà công an phường 5 quận 11 giữ chứng minh nhân dân của công dân không hề có bất kỳ lý do gì, không hề có biên bản ghi nhận gì. Cái đó là việc quy trình của anh cực kỳ sai sót, tôi không hiểu quy trình của anh làm việc kiểu gì. Tới giờ tôi tới lấy, người này nói có, người kia nói không. Và sau đó anh lại hẹn nó 7:30 cứ tới đây lấy là có. Người nào nói có và người nào nói không. Bây giờ tôi muốn hỏi là anh Thân Trọng Bình có trực ca ở đây hay không? Bây giờ nếu như anh gặp anh Bình thì tôi sẽ liên hệ với anh Bình coi cái việc có giữ chứng minh anh hay không. Chính xác. Còn cái việc mà anh nói người này nó có, người kia nó không là ai
Tôi không nhớ rõ tên. Hôm qua có nhớ tên hai người công an tiếp mặt. Nhưng mà tôi có quay phim, chắc chắn anh sẽ nhận ra. Chắc chắn. Tôi nói nè, Facebook bây giờ lại hết. Cái này là lần đầu tiên tôi gặp anh. Chính xác, tôi cứ bình tĩnh. Ok. Bình tĩnh. Tôi nói thiệt với anh. Ok. Là không có gì hết. Ok, chính xác. Anh bỏ phi hồng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc. Tôi xin nhấn mạnh lần là anh bỏ phi hồng lần đầu tiên tôi tiếp xúc. Anh là cứ bình tĩnh, okay. Anh chị cứ bình tĩnh. Okay. Nhưng không mà có gì hết. Nhưng mà tôi muốn học. Tại vì cái sao lần đầu tiên vô đây là bị đánh luôn. Anh chị cứ bình tĩnh. Tôi sợ. Sorry. Nhưng mà tôi hỏi lại một lần nữa. Bây giờ để tôi liên hệ với anh Bình. Được chưa? Trước khi anh hỏi anh Bình, cho tôi hỏi. Anh viên chức công an hồi nãy mập, anh đó tên gì? Tôi nghĩ anh phải biết, anh phải đọc tên cho tôi. Anh viên chức nào? Anh viết tin cấp an tức thì ở trong phòng. Mới hồi nãy tôi có quay phim, anh cũng thấy rồi đó, anh đừng có chối. Chắc chắn là cái phim này sẽ nói rõ lên tất cả rồi. Anh đó tên gì? Tôi muốn hỏi anh đó tên gì? Từ nãy giờ đâu có việc gì xảy ra đâu mà anh quay phim. Anh dám chắc chắn là không viên Sài Gòn. Tôi lập tức đi về, tôi không hề lấy chứng minh nhân nào. Anh có dám nói chắc chắn hồi nãy trong phòng nó không có chuyện gì xảy ra không? Tôi có chỉ rõ anh ta là người đánh tôi. Và anh cũng đã thấy anh ta, nhưng mà anh bây giờ tôi muốn hỏi anh ta tên gì? Anh đánh anh nào? Tôi hỏi anh ta tên gì? Tôi hỏi anh đánh anh một lần nữa. Tôi hỏi anh ta tên gì? Anh không trả lời tôi lập tức đi về. Và anh là lần đầu tiên làm việc với tôi, và tôi đảm bảo anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái việc mà anh không tôn trọng sự thật, giấu giếm sự thật. Anh biết rõ anh công an đó, anh công an đó làm việc chung với anh, tại sao anh không biết tên? Tôi muốn biết anh trả lời cho tôi anh ta tên gì. Tôi đâu nói tôi không biết tên đâu. Nè, cơ quan thì bây có giờ, rất là nhiều người. Bây giờ rất là nhiều công người. An là quan minh chính đại, không có gì phải giấu giếm. Thậm chí tôi, công dân Lầu Nhật Phong, ngày 5 tháng 5 đã bị đánh tại đồn công an phường 5 quận 1. Hôm nay ngày 7 tháng 5 tôi tới lấy lại chứng minh nhân dân, nhưng công an chưa có giải quyết được. Và vô tình tôi phát hiện ra người đánh tôi mang sắc phục công an. Và bây giờ tôi hỏi người đó tên gì, và anh công an Võ Phi Hùng không chịu trả lời cho tôi người đó tên gì. Tôi nói tôi không có. Bây giờ nếu vậy anh cho tôi biết cái tên thôi. Anh cho tôi biết cái tên. À, vậy tôi mời anh vô phòng trong, anh chỉ người. Tôi không đồng ý vô phòng trong. Hôm bữa tôi đã bị lừa một lần, tôi bị đánh. Anh thấy sưng lên không? Anh thấy tự nhiên tôi đâu có làm gì sai đâu. Tại sao mấy anh muốn tôi? Tôi làm gì? Anh lên đây anh nạt nộ ai? Tôi không nạt nộ ai đó. Tôi đang làm việc với anh một cách hết sức. Tôi không nạt nộ ai. Nhưng mà tôi sợ và tôi rất là bức xúc cái việc mà bị vũ vào, bị công an mang sắc phục xanh vũ vào phòng và cho bốn người lạ mặt vào hủng tôi. Chuyện không. Đó là chuyện không có. Tôi không cần ăn chấp nhận cái này phụ dân. Tôi không cần ăn vật thành định. Lỗi sách. Ngồi trò dậu. Tôi không cần anh phủ nhận hay là chấp nhận hay là đồng ý khẳng định với tôi. Tôi sẽ kiện chắc chắn một chuyện này, chắc chắn dần dần đó. Bây giờ tôi muốn hỏi anh một lần nữa. Anh trả lời tôi. Anh nói tên gì? Anh nói tên gì? Bây giờ anh vô anh ngồi tôi. Không, tôi không đồng ý. Anh nói tên gì? Ban vụ ngày hôm nay sáng nay đúng không anh? Ừ. Anh là Võ Phi Hùng 290300. Anh chưa tắt máy làm gì? Không. Tôi khẳng định tôi hoàn toàn có quyền quay phim khi làm việc với công an. Anh không có bất kỳ cái luật nào giới hạn công dân thực hiện điều đó. Hôm qua tối tôi đã tới đây và tôi gặp hai đồng chí trực ban buổi tối. Trực ban. Tên chính xác không nhớ, tại vì tôi không đem mắt kiến. Tôi bị cụm. Tôi có thể kể rõ sự việc là tối hôm trước tức là hôm kia, tôi được công an phường Bến Nghé di lý về công an phường 5 quận 1, tại vì tôi là công dân thuộc phường 5 quận 1, di lý về đây để làm việc. Khi đó là có hai viên công an là anh Sơn và anh Bình là người trực. Khi đó là họ lấy chứng minh nhân dân của tôi và sau đó là dắt tôi vào trong phòng kính bên kia và cho bốn người lạ mặt. Tôi nhận định người đó là an ninh, bốn người lạ mặt đó là an ninh đánh hội đồng tôi trong đây. Sau khi đánh hội đồng, nghe tôi kể xong cái đã, sau khi đánh hội đồng tôi đưa tôi về và không giải chứng minh nhân dân cho tôi. Bây giờ tôi tới đây để lấy lại chứng minh nhân dân. Còn cái việc mà tôi bị đánh hành hung trong đồn công an và được cái sự cho phép của công an, đặc biệt là hai đồng chí Bình và Sơn, tôi sẽ khiếu nại chắc chắn. Nhưng mà cái gì đó nếu có sai phạm chắc chắn. Nhưng và mà chắc chắn là dù gì tôi không có. Tôi không cần biết, tôi không cần anh phủ nhận, tôi chỉ thuật lại cho anh biết đã nắm màn hình. Và bây giờ tôi tới đây để làm việc là lấy lại chứng minh nhân dân của một người công dân. Anh này là người đánh tôi, tôi nhớ anh này là người đánh tôi. Anh làm gì vậy? Anh này là người đánh tôi. Tôi đề nghị anh trong đơn trụ sở của anh. Anh này là người đánh tôi. Hai đánh anh. Ngô Quang Thế, 283-273. Tôi đề nghị anh tắt máy điện thoại. Không, tôi có quyền. Ở đây là trụ sở tôi. Tôi có quyền. Quyền gì đây? Công an. Không, lấy máy quay phim ra.
Tôi nhớ anh, tôi đã nhớ anh gọi gì? Tôi là Lòng Nhật Phong, tôi là Lòng Nhật Phong, tôi không gây rối. Tôi đã nhận người, tôi nhận viên là người đánh tôi. Tôi nhận diện được người đánh tôi. Nhưng mà có người quấn người, quấn người. Quấn người đi ra ngoài. Tôi nhận diện được người đánh tôi, tôi không đồng ý vô chồng. Tôi không đồng ý vô chồng. Công an nó đi ơi. Công an ơi. Công an ơi, mày nhọc phải đi. Gọi lật lời. Em đi rồi. Tôi nhìn nhận được cái anh mập mập đó đánh tôi. Chắc tôi là chồng của đến tôi. Tôi không đồng ý nữa, tôi không đồng ý làm việc với anh nữa. Tôi sợ bị đánh lên một lần nữa. Mấy anh là công an, mấy ông quấn dân như là giết người vậy đó, tôi không đồng ý. Bây giờ tôi tới đây là muốn lấy chứng minh nhân dân cái đã. Anh kiếm anh Bình cho tôi. Anh Bình là người giữ chứng minh nhân dân của tôi. Tôi không vô thêm một lần nào đó. Hôm kia tôi đã bị anh nói dụ. Tôi đã bị cái anh công an Bình và Sơn dụ vào trong phòng và anh đã quấn tôi rất là nhiều. Đừng xa gà, đừng xa gà. Gọi Bình kêu người đó. Đi ra xa. Đó tên đường hoa. Công an mà giết người, đánh người như là uống súc vật vậy á. Không tin được. Tôi muốn làm việc ở đây. Anh bây giờ anh chính thức là anh người là người đang trực đúng không? Tôi muốn hỏi rõ. Tôi không vào trong nữa. Hôm bữa tôi bị dụ một lần rồi. Tôi không vào trong. Rồi tôi bán ra ngoài. Nếu bây giờ tôi muốn làm việc, tôi muốn làm việc ở trong đây. Không, tôi không đồng ý. Tôi làm việc ở ngoài ở ngay cái phòng tiếp dân. Anh đồng ý không? Không, tôi muốn làm việc ngoài đây trước đã. Rõ ràng câu chuyện đó là tôi muốn làm việc ngoài đây là. Nè, nếu như anh chị không chấp hành, tôi mời anh chị ra ngoài. Tôi vào phòng tiếp dân. Tôi vào phòng tiếp dân để làm việc. Anh đừng có dắt tôi vào phòng kính, tôi rất là sợ. Nè, rồi nè, tôi nói với anh chị. Tôi phải tội phạm đâu mà tôi phải vô cái phòng đó để mấy anh đánh đập. Thì khi sắp. Rồi, đúng rồi. Nè, giờ tôi nói anh nè. Bây giờ anh ngồi xuống đây, tôi cùng anh làm việc đàng hoàng. Giờ tôi nói với anh nè. Giờ tôi yêu cầu anh. Anh không có quyền yêu cầu tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa. Yeah. Anh không có quyền yêu cầu tôi. Tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý camera của anh. Anh nếu mà anh muốn yêu cầu tôi làm một việc đó, tôi sẽ tuân thủ pháp luật. Anh cứ dựng cái luật đó ra. Tôi đồng ý làm ngay lập tức. Nhưng mà anh không có quyền nó. Anh đừng có nghĩ là anh mang sắc phục công an, anh có thể yêu cầu tôi làm bất cứ gì. Kể cả cái việc mà tối hôm kia tôi đã bị hai anh công an mang sắc phục dụ tôi vào trong phòng. Tôi đồng ý. Tôi tin tưởng. Tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa. Tôi nhớ rõ anh Lý Hoài Sơn và anh Thân Trọng Bình, tôi nhớ rõ. Và đồng thời hồi nãy tôi gặp cái anh mặc đó mang áo sắc phục, anh đó là người quýnh tôi đầu tiên. Sau đó tiếp tục là ba người vào quýnh hội đồng tôi. Bây giờ tôi tới đây giải quyết cái vấn đề kia là vụ chứng minh nhân dân. Sau khi anh Lý Hoài Sơn và anh Thân Trọng Bình giữ chứng minh nhân dân tôi và không thèm chạy cho tôi, giờ tôi tới đây để lấy chứng minh nhân dân. Hôm qua tôi tới rồi và anh viên chức công an gì đó không nhớ rõ, anh nói hôm nay sáng nay là cả trực quanh mình và kêu tôi tới đây để lấy. Bây giờ tôi tới đây rồi lấy con người. Bây giờ anh đến anh gặp anh Bình đúng không? Để chính xác chứng minh nhân dân. Chính xác lấy chứng minh nhân dân. Cái việc mà công an phường 5 quận 11 giữ chứng minh nhân dân của công dân không hề có bất kỳ lý do gì, không hề có biên bản ghi nhận gì, cái đó là việc
quy trình của anh cực kỳ sai sót, tôi không hiểu cái quy trình của anh làm việc kiểu gì. Tới giờ tôi tới lấy, người này nói có, người kia nói không. Và sau đó anh lại hẹn nó 7:30 cứ tới đây lấy là có. Người nào nói có và người nào nói không. Bây giờ tôi